Vâng, xin kính chào quý ông bà, cô chú đã quay trở lại với kênh Máy Ấm Cô Mang Chó Mèo Phương Cá. À, giờ trên xe của Phương á, là như anh chị thấy nè, hai cái lồng bự, hai cái lồng chó bự nha. Thì Phương đi hai cái lồng chó bự này là quý anh chị biết là số lượng bé rồi đó. À, chị này là chị ở An Lạc, Bình Tân, mình xa lắm. Xa đó. chỗ Phương chạy dưới cũng hơi xa đó. Đó là chị có ba bé chó mà chị nuôi ở dưới á, thì chị mệt mỏi là vấn đề là chị phải canh, không canh là sảy chút xíu là bị giang hồ nó bắt liền, nó bắn mấy bé liền đó. Cho nên bây giờ á là chị điện Phương, chị kêu Phương á là đưa mấy bé nó về đi, về Máy Ấm Phương đi, chứ để đây là chị sợ lúc nào đó mà chị sơ sẩy là tụi nó bắt mấy bé nó đó. Cho nên là bây giờ là Phương lên đường đi đây, mọi người chờ xem nha. Đi cái đường xa lộ Đại An, quốc lộ 1A mọi người. Từ Máy Ấm của Phương á, thì đến chỗ nhận mấy bé chó là 30 cây, 30 cây. Ba chục cây mà cái đường nãy giờ là nó kẹt xe nha, nó kẹt xe quá trời kẹt luôn, kẹt quá trời kẹt luôn mà nó nắng nữa, ôi là trời, mà mới đi được nửa đường à, còn mười mấy cây nữa, trời ơi. Trên đây nó đã đỡ chiếu lên những ngã tư trên kia đâu kẹt tiếp. Thấy chưa? À, sau khi nãy giờ Phương chạy giờ nó lên chiếc bê rồi mọi người, giờ là chỉ còn nó đi vô trong hẻm thôi. Thấy không xa, ồ cái chùa chị quen. Chùa đang xây. Ok. Vô cây số nữa là tới rồi. Ơi, tỉnh bê, An Lạc, Bình Chánh. Đâu nó bụi. Ở đây, là sáng chung cưng rồi. Đường nó bụi kìa trời, đi vô sâu nữa. Chậm bé hai thôi, chậm bé hai à. Cực quá trời. Bụi. Đây làm đường lại là ok, cái khu này là ok luôn á.
Đó bây giờ là Phương đến tới nhà của chị Hân rồi. Đó đây là phía bên này là có cái bờ kinh nè. Là người ta đang xây bờ kè làm đường đó mọi người. Là chị dở ra nè. Dạ. Đó. Rồi giờ là Phương gặp được chị rồi. Thì Phương hỏi chị một xíu thôi. À, chị xin phép giấu mặt xíu nha mọi người, thông cảm nha. Rồi chị bây giờ cho em hỏi lý do làm sao mình không nuôi mấy bé nữa chị. Tại vì nhà chị gần bờ kè á. Mà bây giờ bờ kè nó đang làm là chị phải dỡ ra, bây giờ chị không có chỗ nuôi làm như là mình bỏ khu này gì. Ừ đúng rồi, đó là chị dỡ ra trống này. Chứ hồi xưa là chị nuôi nó trên đây biết không. Đó là lạng giờ bờ kè nó lấy vô rồi, lấy vô kéo từ đây qua đây nè, lạng giờ chị không có còn chỗ nuôi nữa. À, cái này là bây giờ mình không làm đâu, hàng làm hàng gạo rồi. Đúng trời ơi, chị cho cũng thương lắm Phương ơi. Mà hả, mình giờ không có chỗ nuôi thì sao nuôi được. Mà giờ mốt người phóng đường ở đây rồi. Sát đây luôn nè Phương. Đó, anh đi xéo qua đây luôn. Và từ đó bắn xéo qua luôn. Đúng. Đó, đó nhà người ta đang dở đó. Đang dở đó. Đó, là nó lấy tới cái vạch đỏ đó đó. Đó, vạch đỏ sát đây. Thì đâu có nuôi được. Giờ đâu có chỗ đâu nuôi. Mà nuôi có nuôi được thì cũng không có xây được hàng rào thì sao rồi nhốt của nó. Ừ thì lúc trước chị xây hàng rào đây. Mốt đây nó làm cái đường chỗ này nữa nè. Đường đây xe cộ qua lại bỏng ác đi ngang nó bắn cũng vậy à. Đúng rồi. Không có con nó bị bắn 3 lần rồi đó. Con mà nào? Nó không chết cái con đực. À đâu chị cho em coi coi nó cái. Trời ơi giờ phải nhốt trong nhà về nè Phương ơi. Nóng quá trời. Trời ơi mà hồi qua nó. Không em vô đây. Ồ hồi qua nay nó buồn đó. Nó buồn con nó không. Bị bắn 3 lần nha. Đó bắn 3 lần cái dấu còn đó. Thôi ra coi. Đi. Còn. Thôi. Đóng cửa lại đi chị, đóng cửa lại. Hả? Con nào chị? Con Su á, cái con chó cái á. Không rồi thôi, chạy xíu đi chứ chị bắn kìa. Là con đó nó làm sao chị? Trời ơi cái nết nó dễ thương lắm, nó lại như cái cốt nó cũng là cái cốt tu vậy. Tối là chị nè, chị tối là 7 giờ chị vô chị niệm Phật là nó nằm nó nghe kinh với chị á Phương. Bởi vì trời ơi nãy giờ chị ôm chị khóc, nãy giờ thôi chị thương quá mà giờ không có chỗ nuôi chứ. Giờ ba đứa hả? Ba đứa. Hai con này với con vừa kế nhà kế bên. Con nhà kế bên nó bự không? Nó cũng cỡ chặn con đó đó. Đâu rồi bây giờ chị cho hai con của chị vô trước đi. Rồi em coi tình hình sao rồi nếu mà được em trở về luôn. Hả? Nghe mà con ôm ra đi, con ôm gấu ra đi. Ôm gấu ra trước đi em. Hả? Đó là cái đây là người ta đang xây bờ kè đó mọi người. Xây bờ kè rồi người ta làm cái đường luôn. À, người ta cống đét luôn à. Cưng con. Cưng con. Đang làm đường con đi về chủ mới con ở đi nha con nha. Ở đây giờ không có chỗ nuôi con nữa, đâu có chỗ không mà nuôi con. Đi về chủ mới. Rồi một bé vô chuồng nha mọi người. Nó gấu nó tình gấu đó Phương. Nó không xuống đâu rồi. Rồi mở cửa. Dở xe đi. Rồi mở cửa ra đi. Chung. Con kia nó dễ lắm, con này nó dễ lắm. Nó hiền lắm Phương ơi. Rồi chị ẩm nó bỏ lên cửa trên nè. Cái con này về em cho nó ăn với nhiều chị và chị Hân nha. Rồi ok chị. Rồi để đi, để đi. Chị ẩm con kia lên giùm em. Đây con. Là hai bé nó nè, lúc đầu là ba bé, là đúng lý là có thêm một bé này nữa. Nhưng mà do là ở nhà thấy bé này cũng đã nuôi nó lâu rồi. Nay cũng lớn tuổi rồi. Nên ở nhà quyết định là giữ bé lại. Đó. Chỉ để hai bé này đi thôi. Chị tính cho luôn đấy. Để. Ở cái dưới nè. Hả? Ở đây cái dưới nè. Nè con. Ở nhẹ thôi. Uống vô nhẹ thôi để cho nó cổng ra vậy. Rồi. Đó. Anh tiếp tục là còn hai bé này. Nó chó nhà mà nó bắt không được thôi. Hay quá ba nó gửi chị. Chó nhà mà không dám đụng nữa thôi sao cứu hộ người ta dám đụng. Nó nói trước người ta lấy đồ nhà theo. Mà hai bé nó nè. Phá quá, ra tới đây là chạy hết được rồi. Không thể nào chạy về tới dưới được. Rồi, đặt xe.
xe con đặt ba la mu chở mấy bé nó về, thôi đi xe hơi về đi. Đây là con đường đại lộ Võ Văn Kiệt nha mọi người. Đó, đây là cầu nước lên nè, cầu bên kia đường Lê Trấn Bê đó. Lê Trấn Bê này, Lê Trấn Bê cắt ngang bên kia cũng là Lê Trấn Bê luôn. Đó. Giờ con đang chờ xe qua đón đưa hai bé nó lên xe luôn. Đó, cầu nước lên đó. Này Võ Văn Kiệt này quận Tân. An Lạc quận Tân. Đó. Mà hai bé nó là quậy chưa từng thấy quậy. Ai, hả con? Về nha. Rồi, ý rồi. Ừ. Mang đây. Nói giờ là xe về tới nè. Tại vì hai bé nó quậy quá, Phương chở xe không ra, không có được. Đó, Phương phải đi xe chở hai bé nó về. Cái này để ngoài. Đây tiền xe nha mọi người. Rồi sới quay đầu rồi Phương thanh toán rồi. Sau khi Phương đưa hai bé nó vào trong phòng cách ly rồi mọi người, Phương mở bạt lên để cho mấy bé nó mát, tại chờ cũng đang hầm nữa đó mọi người. Đó, đây là hai bé đó đó. Thôi Phương cũng xin cảm ơn quý anh chị chú đã theo dõi clip của Phương. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người xem, mọi người nhớ đăng ký kênh giùm Phương nha. Cho Phương xin một like, một chia sẻ và một bình luận cho mọi người. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người video lần sau. Bye bye. Cái này là do là trời còn nắng đó mọi người. Buổi chiều chưa có tối cho nên cái đèn năng lượng á, nó chưa có sáng nha mọi người, chứ không phải là Phương không mở đèn nha. Và tại vì Phương đang xài cái đèn ở chuồng cách ly như là cái đèn năng lượng đó, mà trời còn sáng đó, nên nó chưa có bật, tự bật cũng tắt đèn thôi. Mọi người thấy nó hơi tối chút xíu cảm nha.